Phật. Đây là chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh Thích Ngộ Phương qua giọng đọc cư sĩ Phúc An. Kính mời chư vị thiền hữu tri thức cùng lắng nghe câu chuyện nhân quả số 3, cái chết của tôn giả Đại Mục Kiền Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên là đại đệ tử của Phật và là đệ nhất thần thông. Ngài đã chứng tử quả A-la-hán, đắc thần thông, lục thông. Ngài có thể tự tại ngao du lên các cõi trời hay xuống địa ngục tùy ý. Với thân thế như thế, nhiều người sẽ nghĩ rằng Ngài sẽ nhập Niết Bàn một cách nhẹ nhàng kỳ diệu. Nhưng sự thật là Ngài đã nhập diệt một cách thương tâm và có phần ghê rợn. Điều này cũng là do nghiệp báo đời trước của Ngài, nên dù là thần thông đệ nhất, Thánh A-la-hán như Ngài cũng không sao tránh khỏi nhân quả. Điều này được mô tả chi tiết trong Kinh Pháp Cú đầy xúc động, cũng như luật nhân quả thảm khốc. Cái chết của Đại Mục Kiền Liên, dùng trượng phạt không trượng. Thế Tôn đã dạy câu trên tại Trúc Lâm liên quan đến Đại Mục Kiền Liên. Các ngoại đạo bàn tán với nhau không hiểu tại sao Sa môn Cồ Đàm được nhiều phẩm vật cúng dường đến thế. Một người nói mình biết lý do được như thế là Mục Kiền Liên, vì Mục Kiền Liên lên cõi trời hỏi chư thiên đã tạo công đức gì, rồi trở về thế gian kể cho mọi người do làm điều này, điều nọ. Rồi ông xuống địa ngục hỏi các tội nhân tại sao làm thế, và cũng trở về thế gian kể lại do phạm tội như thế, như thế. Dân gian tin lời ông nên đem nhiều phẩm vật đến cúng dường. Bây giờ nếu giết ông đi thì số vật phẩm đó sẽ về tay các ngoại đạo. Họ đồng thanh cho là ý kiến hay. Sau đó họ quyên góp các thí chủ được 1.000 đồng, kiếm được một vài tên du đảng cướp bóc, thuê chúng đến Hắc Thạch giết trưởng lão. Chúng đến ngay nơi Ngài ở, bao vây. Ngài chui qua lỗ khóa trốn thoát. Chúng trở lại và bao vây nữa. Ngài chọc thủng mái nhà, bay lên hư không. Suốt 2 tháng, bọn du đảng làm đủ cách nhưng vẫn thất bại. Đến tháng thứ 3, thấy quả báo do nghiệp ác đã tạo trong tiền kiếp đã đến, Ngài không cố gắng thoát đi nữa. Cuối cùng, bọn du đảng bắt được Ngài. Chúng xé tay chân Ngài, giả xương nát ra như hạt gạo, quăng hết vào bụi rậm rồi bỏ đi. Trưởng lão muốn đảnh lễ Thế Tôn trước khi nhập Niết Bàn nên tự quấn mình bằng định lực, làm thân cứng lại và bay lên không đến gặp Phật đảnh lễ và thưa: Bạch Thế Tôn, con sắp nhập Niết Bàn. Phật hỏi: Tại đâu? Tại Hắc Thạch, Bạch Thế Tôn. Vậy thì hãy tụng pháp cho ta nghe trước khi đi, vì từ nay ta sẽ không còn thấy lại đệ tử của ta nữa. Mục Kiền Liên vâng lời. Trước tiên Ngài bay lên không, biến hóa thần thông như trưởng lão Xá Lợi Phất đã làm trước khi nhập Niết Bàn. Tin bọn du đảng giết Mục Kiền Liên, bay khắp miền Diêm Phù Đề. Vua À Sa Thế tức tốc phái do thám tìm thủ phạm. Bọn chúng đang nhậu nhẹt trong một quán rượu. Đứa này nện lưng đứa kia khiến nó té xuống đất. Rồi hai đứa chửi lộn: Tại sao mày đánh lên lưng tao làm tao té? Mày là đồ ăn trộm du thử du thực. Mày là kẻ đầu tiên đánh bại Mục Kiền Liên. Sao mày biết tao đánh? Rồi nhiều tiếng nói hỗn độn: Chính tao đánh nè, chính tao đánh nè. Do thám của vua bắt hết cả bọn về triều. Chúng khai các đạo sĩ lõa thể chủ mưu. Vua bắt 500 đạo sĩ chung với 500 tên trộm, bỏ xuống hố sâu. Đến Thất Lưng đã đào sẵn trước sân hoàng cung, cho phủ rơm khắp mình chúng, đốt đến cháy giòn, xong cho cày ra từng mảnh. Các tỳ kheo bàn tán trong pháp đường là đại trưởng lão không xứng để chịu chết như vậy. Phật giải thích đó là ác nghiệp trong tiền kiếp, và Ngài kể chuyện quá khứ đứa con giết cha mẹ. Ngày xưa có một chàng trai rất có hiếu, mọi việc trong nhà như giã gạo, nấu ăn một tay anh làm hết, chỉ đến săn sóc cha mẹ anh cũng hết sức chu đáo. Thấy con quá vất vả, hai ông bà định cưới dâu để đỡ đần phần nào. Anh lắc đầu ngoầy ngoậy, chỉ muốn chính tay mình hầu hạ cha mẹ mà thôi. Nhưng hai ông bà cương quyết cứu vợ cho con. Cuối cùng một cô gái trẻ được rước về nhà. Cô ta hầu hạ cha mẹ chồng chỉ được vài ngày, sau đó bắt đầu nói nặng nhẹ. Cô cứ cằn nhằn với chồng là không thể ở nổi nhà này nữa. Đợi anh đi vắng, cô lấy đất cục, ván cháo rải khắp nhà. Anh chồng về, thấy nhà cửa tùm lum như thế, hỏi cô. Được dịp cô tru tréo, cha mẹ già mù lòa của anh làm đấy, cứ vứt bừa vứt bãi ra thế. Tôi dọn muốn đứt hơi, khổ thân tôi, làm sao mà tôi sống cho nổi. Cô cứ than vang rên rỉ mãi, khiến anh chồng bực mình. Trước đây là người đàng hoàng có hiếu, nay hết thương cha mẹ và còn tìm cách đối xử ác đối với họ. Anh gạt cha mẹ lên xe đi thăm bà con. Vào đến rừng sâu, anh trao dây cương cho cha, bảo chỗ này bọn cướp hay rình rập, anh phải xuống xe. Nhưng con bò đã rành đường không lo. Anh đi xa một quãng thì la hét ầm ĩ, càng lúc càng to, như thể bọn cướp sắp tấn công tới nơi. Hai ông bà nhìn quanh nhìn quất cũng chỉ thấy một màn đen tối, nhưng thương con, chỉ nghĩ đến hạnh phúc của nó nên vội bảo: Con ơi, cha mẹ già rồi, đừng lo nữa, hãy tự cứu lấy mình. Nhưng anh vẫn mặc kệ, giả làm bọn cướp hét đánh và giết hai ông bà, vứt thi thể trong rừng xong trở về nhà. Hết chuyện quá khứ. Thế Tôn kết luận, các tỳ kheo Mục Kiền Liên đã phạm trọng tội như thế. Ông chịu đau khổ vô số trăm ngàn năm ở địa ngục. Sau đó vì ác báo chưa hết, nên 100 kiếp liên tiếp bị đánh chết, thân xác xé tan từng mảnh. Do đó Mục Kiền Liên phải chịu chết như thế, tương ứng với ác nghiệp kiếp trước. Cũng vậy, 500 đạo sĩ lõa thể và 500 tên cướp đã tấn công người không gây hấn với chúng, phải chịu chết tương ứng với tội lỗi đó. Và Ngài đọc Pháp Cú: Dùng trượng phạt kẻ không trượng, làm ác người không ác. Trong 10 loại khổ đau, chịu gấp một loại khổ. Hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hoặc loạn ý tán tâm, hoặc tai họa từ vua, hay bị vu trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan, hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt, khi thân mạng hoại chung, kẻ ác sanh địa ngục. Lời bàn: Nhân quả là quy luật vận hành tự nhiên của vũ trụ. Nghiệp báo là do vô minh tạo tác. Thần thông cũng không thể thay đổi nghiệp báo, mà phải tuân theo quy luật vận hành của vũ trụ. Thần thông đích thực của loài người là gieo nhân tốt, chứ không phải tránh quả xấu. Bạn có đang sử dụng thần thông ấy mỗi ngày không? Bạn có đang cố gắng có những loại thần thông như ngoại hình, tiền bạc, tiếng tâm để mua chuộc nghiệp quả của mình trong quá khứ chăng? Nếu có, thì bạn đã biết kết cục là thắng hay bại rồi đấy. Nam Mô A Di Đà Phật.